chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt để tạm giam ông Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên, và ông Nguyễn Quang Thông, nguyên tổng biên tập báo Thanh Niên. Trong ngày 15 và 16 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét nhà ở của bị can Nguyễn Công Khế, bị can Nguyễn Quang Thông tại thành phố Hồ Chí Minh, khám xét Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu và tang vật có liên quan. Ông Nguyễn Công Khế làm tổng biên tập báo Thanh Niên từ năm 1988 đến năm 2008. Ông từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, được trao tặng huy chương vì sự nghiệp báo chí, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên. Quá trình điều tra đến nay, xác định hai ông Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại khu đất số 151-155 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến khu đất này, ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông đã ký các hợp đồng chuyển nhượng không theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khác có liên quan, thu hồi tài sản cho nhà nước. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 29 tháng 6 năm 2023 cho biết đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tổng công ty Lương thực miền Nam, Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xác định Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Bảy, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Tổng công ty Vinafood 2, đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích 7.619,8m² tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Sau đó, ngày 25 tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn phản hồi đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tạm dừng giao dịch khu đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố và Ủy ban Nhân dân quận 4 khẩn trương thực hiện yêu cầu tại công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra về tạm dừng giao dịch khu đất số 132 Bến Vân Đồn, quận 4. Từ đó, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trực tiếp thông báo kết quả bằng văn bản cho Cơ quan Cảnh sát điều tra và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tạm dừng giao dịch khu đất 132 Bến Vân Đồn, quận 4. Liên quan tới khu đất này, cuối tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra các dấu hiệu sai phạm tại Tổng công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2 và một số đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, công an xác định Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc, Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trần Bảy, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược Tổng công ty Vinafood 2 đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích 7.619,8m² tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tháng 8 năm 2023 đã ký công văn gửi sở ngành, quận huyện, thành phố Thủ Đức về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp, ra soát, có ý kiến thẩm định,
đối với các dự án bất động sản trên địa bàn thành phố. Nhất là kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản. Ủy ban Nhân dân thành phố còn giao các sở ngành chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc theo danh sách do Hiệp hội Bất động sản thành phố chuyển đến hoặc dự án triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Từ đó, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về pháp lý của các dự án nhà ở để tăng nguồn cung cho thị trường. Đối với các giải pháp thúc đẩy tháo gỡ thị trường bất động sản, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản đang có vướng mắc về pháp lý phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng. Đồng thời, tăng cường theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường bất động sản để kịp thời có giải pháp phù hợp, ngăn chặn tình trạng thị trường phát triển nóng hoặc đóng băng, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung cầu. Công bố công khai, minh bạch, kịp thời các thông tin về hoạt động sàn giao dịch bất động sản, về nhà ở thương mại, đủ điều kiện được bán cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và dự án được phép chuyển nhượng. Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đẩy mạnh việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng giao đất cho thuê đất, làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện dự án nhà ở, nhất là nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của người dân, nhà ở cho người thu nhập thấp, tăng nguồn cung hơn nữa cho thị trường bất động sản. Sở Nội vụ tham mưu xử lý nghiêm tổ chức cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền, thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Vào tháng 9 năm 2023, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường về xử lý các trường hợp xây dựng sân tập lái xe vi phạm về đất đai tại huyện Bình Chánh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc để xảy ra nhiều công trình vi phạm với quy mô lớn nhưng không kịp thời kiểm tra phát hiện, ngăn chặn xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các trường hợp vi phạm tương tự trên địa bàn để khẩn trương khắc phục, xử lý dứt điểm. Riêng Sở Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát việc cấp phép hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe đối với các cơ sở đào tạo sát hạch trên địa bàn huyện Bình Chánh, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.